Giả sử như bây giờ các anh chị đi mua miếng đất, ta không kiểm tra quy hoạch. Miếng đất dài 30 mét nhưng mà quy hoạch mở rộng đường là 25 mét thì còn lại là 5 mét. Như vậy đất nhà chúng ta chỉ còn lại 5 mét nhân với lại 4 thì còn là 20 mét vuông. Thế cái người mà người ta có kinh nghiệm trong việc đi đầu tư bất động sản ấy thì người ta sẽ nhìn trên bản đồ quy hoạch như vậy và người ta sẽ không bao giờ người ta mua miếng đất như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng ba cái giải pháp. Một là kiểm tra quy hoạch online ở thông qua các cái app và thông qua các cái website để chúng ta kiểm tra thông tin quy hoạch. Và thứ ba là văn phòng đăng ký đất đai hoặc là sở tài nguyên môi trường. Đấy, đây là ba bước để chúng ta kiểm tra quy hoạch. Đấy. Thì bước một là kiểm tra qua app, có rất nhiều các cái app để chúng ta kiểm tra. Đấy. Bước hai là kiểm tra các website của địa phương, của các tỉnh thành. Bước ba là chúng ta kiểm tra tại văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương nơi có miếng đất để ta nắm rõ về quy hoạch. Thì thông thường là ở các app thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái app như sau. Thứ nhất là thông tin len, thông tin chấm len. Thứ hai là Mây map. Đây là những cái website, là những cái website của các tỉnh, quy hoạch của các tỉnh. Rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị để chúng ta kiểm tra được thông tin quy hoạch bằng các cái trang web trước. Thì chúng ta xem cái cách để tôi kiểm tra thông tin quy hoạch nha. Thì trang thông tin len là cái trang mà phổ biến mọi người cũng đang tìm hiểu ở trên này và cũng kiểm tra quy hoạch trên này, và tôi cũng đang kiểm tra thông tin quy hoạch ở trên này, kiểm tra online ở đây, kiểm tra online nha. Thì trang thông tin len này, đấy, ta bấm vào đây. Thì ở trong cái trang thông tin len này ấy, là chúng ta có thể kiểm tra được các loại quy hoạch ở tất cả các tỉnh thành. Nó có ba cách kiểm tra: kiểm tra theo khu vực, kiểm tra theo tọa độ, kiểm tra theo tờ thửa. Đấy, nếu tọa độ thì ta sẽ lấy tọa độ của miếng đất. Tôi ví dụ như vừa rồi, chúng ta lấy cái tọa độ của một cái miếng đất ở nhà các anh chị đi. Ta ví dụ như là ta vào map nhé, ta vào Google Map, sau đó ta lấy một cái tọa độ của một cái vị trí bất kỳ này. Đấy, để chúng ta lấy thông tin quy hoạch của nó. Đấy, ta bấm vào một vị trí bất kỳ luôn. Đấy, ta bấm vào, ta copy, ta lấy cái tọa độ, sau ta dán nó vào đây. Đấy, chúng ta search tìm kiếm thì chúng ta sẽ tìm thấy được bản đồ quy hoạch. Ở đây nó sẽ có là gì ạ, rất nhiều các bản đồ quy hoạch ở đây. Đấy, bản đồ quy hoạch sử dụng đến năm 2030, bản đồ quy hoạch sử dụng năm 2023, bản đồ quy hoạch sử dụng năm 2024, đấy, bản đồ quy hoạch hàng năm và bản đồ quy hoạch tầm nhìn 2030. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh đang có dự thảo đến năm 2030 rồi, thì ta bấm vào đây. Thì đây là cái bản dự thảo, có nghĩa là chưa có cái quyết định của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, nó mới đang ở dạng dự thảo thôi. Thì chúng ta xem để mục tiêu là tham khảo, đúng không anh chị? Mục tiêu là tham khảo. Ở đây ta có thể lồng ghép được các cái bản đồ quy hoạch đang sử dụng ở đây để ta ghép nó vào. Đấy, ta ghép nó vào đây như thế này. Anh chị nhìn thấy không? Đấy, ta ghép vào. Rồi, khi ta ghép vào thì ta mới nắm được. Đấy, sử dụng đất năm 2010, cái này còn một bỏ đi. Rồi. Đấy, thấy chưa? Thì ta đến đúng vị trí này ta kiểm tra. Thì cái màu quy hoạch là rất nhiều các cái màu quy hoạch khác nhau. Có khoảng tầm là gần 40 các cái màu quy hoạch. Đấy, ví dụ như là màu vàng này quy hoạch nó là đất gì, màu hồng này quy hoạch nó là đất gì, màu đỏ quy hoạch nó là đất gì, màu xanh nó quy hoạch đất gì, màu tím quy hoạch đất gì, màu xám nó quy hoạch đất gì. Đấy, thì ta nói rõ ra. Ví dụ như là đây là đất gọi là đất ở đô thị đô thị này. Đấy, nhưng mà nó lại có cái TMD và DHT, thì có nghĩa là đất ở đô thị nhưng mà quy hoạch là làm thương mại dịch vụ và làm đất hạ tầng. Đất hạ tầng là cái loại đất mà phục vụ cho cái việc mà cơ sở hạ tầng của chính quyền ấy. Đấy, thì người ta gọi là đất hạ tầng, hiểu không? Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đọc được các bản đồ quy hoạch này. Thì cái việc mà đọc bản đồ quy hoạch này ấy, thì tôi sẽ có một cái chương trình chi tiết về quy hoạch. Thì ở đây có một số các anh chị đã đăng ký rồi. Trong đó có anh Trần Huy Hoàng đã đăng ký này. Đấy, chị Telesa đã đăng ký cái chương trình quy hoạch này rồi. Thì chương trình quy hoạch bất động sản thì tôi sẽ chia sẻ 2 ngày.
đầy đủ chi tiết cho các anh chị. Nếu như mà các anh chị nắm được là các cái quy hoạch này thì chúng ta sẽ rất là giỏi trong việc tìm ra và đề phòng những cái rủi ro. Những rủi ro nào về quy hoạch các anh chị chúng ta có thể bị gặp phải? Thứ nhất là khi ta đi một miếng đất, sau đó miếng đất đấy nó nằm trong quy hoạch để làm đường và đường vào đến tận nhà chúng ta. Có nghĩa là gì ạ? Là hôm nay chúng ta mua đất đất thì chưa có đường, nhưng mà khi chúng ta không xem quy hoạch thì đến ngày chúng ta mở được bản đồ quy hoạch ra thì đất nó lại gì? Nằm trên con đường của nhà chúng ta. À, đường nằm trên miếng đất của nhà chúng ta. Và như vậy chúng ta gặp phải rủi ro là bị thu hồi. Và đương nhiên một cái miếng đất mà nó nằm trong quy hoạch đường thì cực kỳ là khó bán. Cực kỳ là khó bán các anh chị nhá. Đấy, tôi sẽ ví dụ cho các anh chị một cái vị trí như thế này là rất rất rủi ro này. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang mua được miếng đất như thế này, nhưng mà nó lại có quy hoạch là con đường như thế này. Đấy, nhưng mà hiện trạng chẳng hạn như là con đường này nó đang chuẩn bị làm, nhưng mà trên đất nhà chúng ta đấy, như thế này chẳng hạn. Đấy, các chị nhìn nhá. Đấy. Ví dụ như bây giờ ta mua một miếng đất như thế này. Đấy. Thì cái miếng đất này nó ngắn, nó chỉ có khoảng tầm 30 mét thôi. Các chị nhìn thấy bản đồ không ạ? Nó chỉ khoảng 30 mét thôi. Nhưng khi mà ta mua cái, ta kéo này lên này, ta nhìn thấy đất nó nằm hết trên đường luôn. Đấy, miếng đất nằm hết trên đường nhà mình luôn. Đây, nó chiếm vào đây. Thì toàn bộ cái chỗ này là gì ạ? Mình bị nằm trong đường. Giả sử như bây giờ các anh chị đi mua miếng đất, ta không kiểm tra quy hoạch. Miếng đất dài 30 mét, nhưng mà quy hoạch mở rộng đường là 25 mét, thì còn lại là 5 mét. Như vậy đất nhà chúng ta chỉ còn lại 5 mét nhân với lại 4 thì còn 20 mét vuông. Thế cái người mà người ta có kinh nghiệm trong việc đi đầu tư bất động sản ấy, thì người ta sẽ nhìn trên bản đồ quy hoạch như vậy, và người ta không bao giờ người ta mua miếng đất như vậy. Thì ta mua được, nhưng ta bán thì ta không bán được. Được không ạ? Nên khi kiểm tra thông tin quy hoạch là chúng ta cần phải kiểm tra thật chi tiết. Đấy. Thật chi tiết để không bị dính quy hoạch. Hoặc là cái thế này. Có một ông đi mua miếng đất là đất trồng cây lâu năm, nhưng mà nó lại nằm ở trong quy hoạch là rừng sản xuất. Khi mà chúng ta mua là gì ạ? Rừng sản xuất hoặc là rừng phòng hộ hoặc là rừng đặc dụng. Đấy. Thì sao ạ? Thì cái đất mà rừng ấy, thì trong đó có rừng sản xuất và rừng đặc dụng ấy, là chúng ta không được phép chuyển nhượng. Và nhà nước không cấp sổ đỏ cho các loại đất đấy. Thì cái đất rừng nó là cái đất gì, quy hoạch gì ạ? Màu xanh như thế này này, các chị nhìn nhé. Đây này. Đất này là đất quy hoạch màu xanh nên này gọi là đất rừng. Nếu như ta mua phải cái đất miếng đất rừng này thì thứ nhất là không có sổ. Thứ hai là không được chuyển nhượng. Thứ ba là khi bị thu hồi hoặc là chúng ta xử lý vi phạm về việc dùng sai mục đích sử dụng của đất là chúng ta sẽ bị mất trắng. À, mất trắng. Thế có những người người ta nói là em sợ cái gì, đất này là nhà anh làm 30 đời này, 40 đời này, nhưng mà làm 3 40 đời thì sao ạ? Thế là việc của nhà anh thôi, còn nhà nước là thu hồi thì đấy là việc của nhà nước, và lúc đó chúng ta sẽ bị mất trắng luôn cái phần đấy luôn. Còn tiền chúng ta mua thì lại bằng tiền mặt của chúng ta và tính ra tiền tỷ. Có rất nhiều người mua phải miếng đất như thế này và bị mất tiền tỷ là bởi vì không kiểm tra thông tin quy hoạch. Đấy. Thì ở đây đã có mấy anh chị đã đăng ký cái chương trình quy hoạch rồi ấy, thì tôi sẽ phải có 2 ngày để chi tiết cho các anh chị đâu là các cái loại đất, 32 cái loại đất không nên mua. 32 cái loại đất không nên mua, nhưng hôm nay không đủ thời gian nên không có thể chia sẻ hết được. Bởi vì có 3 ngày thôi, nó có nhiều vấn đề lắm. Thì tôi cần có 2 ngày để chia sẻ cho anh chị về về quy hoạch. Anh chị em nào đăng ký rồi thì chúc mừng, còn anh chị em nào chưa đăng ký thì đăng ký để tham dự chương trình quy hoạch của tôi. Đấy, tôi dự kiến sẽ tổ chức trong tuần tới đây. Đấy, để cho anh chị chúng ta nắm được về quy hoạch sử dụng đất. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị từng bước chúng ta kiểm tra được các loại đất như thế nào. Ví dụ như là đọc được tất cả 40 cái màu đất ở trong bản đồ quy hoạch này. Thứ hai là chúng ta biết nhận định được đâu là cái vùng đất tiềm năng. Tôi ví dụ như hôm trước tôi tìm được cái vị trí đất của nhà anh Nguyên đấy, anh Vũ Vũ Chí Nguyên đây này. Thì tôi đánh giá được miếng đất của nhà anh Nguyên là rất tiềm năng, là thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên. Đấy. Là ở nhà anh Nguyên thì tôi biết được à, miếng đất của nhà anh Nguyên nó có tiềm năng là bởi vì sao? Nó là một cái miếng đất gọi là nằm ở khu vực đang phát triển của thành phố Thái Nguyên. À, tôi sẽ tìm cái miếng đất của nhà anh Nguyên nhé, tôi không nhớ đâu, nhưng mà bây giờ tôi bấm bất kỳ ở chỗ thành phố Thái Nguyên này, sau đó thì tôi sẽ đi tìm. Đây, thành phố Thái Nguyên đây, thì khu khu đất nhà anh Nguyên nó nằm một loanh quanh khu này này. À, tôi chỉ nhớ nó tầm loanh quanh khu này, và bây giờ tôi vào trong quy hoạch để tôi đi tìm. À, tôi tìm miếng đất của nhà anh Nguyên. À.
Riêng đất đai thì tôi được cái là tôi nhớ rất là nhanh, nên chỉ cần biết ở khu vực nào thôi là tí tôi sẽ đi tìm được hết. Đấy, đất Thái Nguyên này, được chưa? Đấy, thì đây là toàn bộ cái khu vực quy hoạch của thành phố Thái Nguyên, ở khu vực phía nhà anh Nguyên là thành phố khu vực phía nam của trung tâm thành phố. Đây, đất nhà anh Nguyên chỗ này. Đấy, loanh quanh chỗ này đúng không? Phường Thịnh Đán phải không anh Nguyên? Đây. Đúng rồi thầy ạ, tôi tin Đây là đã. phường Thịnh Đán đúng không? Đấy. Đúng Đấy. Và miếng đất nó nằm ở khu vực mà có cái con đường đang chuẩn bị mở rộng ấy. Đấy, anh chị nhìn nhá. Tôi đang tìm. Đây. Cái chuẩn luôn, đúng không? Như này đúng không anh? không? Đúng rồi. Ừ, đấy. Được chưa? Rồi. Thế thì miếng đất của nhà anh Nguyên hiện tại là đang nằm ở trong cái gọi là quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của tỉnh Thái Nguyên. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Thái Nguyên. Đây. Thì nó sẽ có những cái quy hoạch để làm đường, những quy hoạch để xây dựng và phát triển. Đấy. Thì ta mới nắm được. Đấy. Đâu rồi? Quá rồi, sang Thịnh Đức mất rồi. À, bên này chứ nhỉ. Yeah. Ngược lên, ngược lên. Lên đây. Ừ. Đấy, sang thành phố Thái Nguyên cơ, thành phố Trung Công mất rồi. Xuống phía Nam, đấy đấy, phường Thịnh Đán. Đây, phường Thịnh Đán đây. Đây. Đấy, thì đất của nhà anh Nguyên đây này. Thì tôi tìm được cái khu vực này và tôi biết được là nó nằm trong quy hoạch đất ở này. Đấy, thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái vùng đất này á, là nó đang kết nối và định hướng phát triển của thành phố Thái Nguyên nó nằm ở phía này, hướng về khu vực phía Nam, hướng về khu vực phía thành phố Hà Nội, tiếp giáp với lại thành phố Sông Công và tiếp giáp với lại thành phố Hà Nội. Đấy. Thì ở khu vực này nó rất là phát triển. Đấy, mà ta nhìn thấy được là cái quy hoạch để ta nắm được. Đấy. Thì từ cái việc mà ta nắm được quy hoạch thì ta biết được định hướng phát triển của thành phố, ví dụ như là ở cái thành phố này, cái màu hồng này này nó đang lan đến đâu nhiều nhất, ở khu vực nào nhiều nhất, và tuyến đường giao thông nó đang phát triển đến tuyến nào nhiều nhất, thì chúng ta sẽ nắm được là cái quy hoạch của nó sẽ phát triển đến đâu, và dựa trên các cái màu quy hoạch này để chúng ta đi tìm cái miếng đất nó có tiềm năng và trong tương lai nó có thể tăng giá, mặc dù hiện tại nó vẫn đang là miếng đất trồng cây lâu năm hoặc nó đang là một miếng đất gì ạ, đang có rừng rậm như thế này. Đấy, anh chị nhìn đúng không ạ, nó đang rừng rậm như thế này, nhưng khi mà chúng ta nắm được quy hoạch mở đường và chúng ta nắm được là dự kiến tuyến đường nó sẽ mở rộng như thế nào và trong thời gian tới đây nó có mở đường như nào, kết nối với lại cái việc mà chúng ta nắm thông tin từ các cái nguồn thông tin ở cán bộ địa phương qua các chiến lược để kết nối nữa, thì chúng ta sẽ biết và mua được. Thì hầu hết những người thành công được ấy, là người ta đi mua đất đang nằm để đón đầu quy hoạch, chứ còn nếu mà bây giờ mua đất dự án mà nó làm xong rồi thì là khó có thể đạt được cái gọi là lợi nhuận cao được, đúng không anh chị? Đấy. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ đi tìm miếng đất có quy hoạch tốt để chúng ta đầu tư. À, trong tương lai thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao cho chúng ta. Đấy. Rồi thì cái chương trình quy hoạch này dự kiến là sẽ tổ chức trong tuần tới nhá. Các anh chị nào mà muốn đăng ký tham dự chương trình này thì đăng ký với tôi. À, vé của chương trình là 2 ngày để tổ chức thì anh chị em đang thanh toán là 686.000. 686.000 thôi. Và chúng ta sẽ học 2 ngày với nhau và toàn bộ chi tiết về quy hoạch. Tôi sẽ chia sẻ cái điều gì ở trong đấy. Thứ nhất là các loại quy hoạch. Thứ hai là cách tìm ra miếng đất nó có quy hoạch tiềm năng. Cái thứ ba là sử dụng các bản đồ quy hoạch của nhà nước, bản đồ quy hoạch của các tỉnh thành. Đấy, cách kiểm tra thông tin quy hoạch ở trên online và cách kiểm tra thông tin quy hoạch offline. Cách đưa bản đồ quy hoạch của địa phương lên trên Google Maps để chúng ta có thể tìm kiếm được thông tin quy hoạch. Cách để chúng ta nhận định, đánh giá và loại trừ những rủi ro liên quan quy hoạch. Đấy, cái này rất là quan trọng. Tôi sẽ nâng cấp cái chương trình quy hoạch này lên, vì sao ạ? Vì sau khi mà nghiên cứu rất nhiều các vấn đề liên quan quy hoạch thì tôi phải chia sẻ cho anh chị trong 2 ngày. Đấy, được chưa? Anh chị em nào mà chưa đăng ký thì tí đăng ký cái chương trình quy hoạch nhé. Đấy. Ok ạ. Rồi. Ok. Đấy, thì cái đầu tiên nó là liên quan đến quy hoạch đúng không anh chị? Cái thứ hai nữa là gì ạ? Kiểm tra ở trên văn phòng đăng ký đất đai, thì cái này chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể là làm một cái đơn để đi lên trên văn phòng đăng ký đất đai để chúng ta kiểm tra thông tin quy hoạch. Đấy. Thì cái đơn này nó theo mẫu
gọi là mẫu 01. Thì cái mẫu này là cái mẫu được chính quyền địa phương người ta để ở trên ủy ban ấy. Anh chị có thể lên trên ủy ban, các anh chị xin cái mẫu 01 để chúng ta kiểm tra thông tin. Đấy, thì tất cả các ủy ban nhân dân các huyện, quận, nơi có miếng đất, nơi mà các anh chị muốn điều tra thì nó có đều có cái mẫu này. Chúng ta điền vào cái mẫu này để người ta trích lục thông tin quy hoạch cho các anh chị. Được chưa? Và ở trên bản đồ quy hoạch của tỉnh, đấy, để chúng ta có thể kiểm tra được. À, thì vào từng trang web của các địa phương, từng trang web của các địa phương, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Vũng Tàu hay là Cần Thơ hay là Đà Nẵng, thì tất cả các tỉnh thành nó đều có bản đồ quy hoạch, chúng ta đều có thể kiểm tra được bản đồ quy hoạch được ở đây. Nhớ rằng là bắt buộc phải kiểm tra quy hoạch, bước đầu tiên là phải kiểm tra quy hoạch. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái, bên tay phải. Bên dưới phần mô tả video này, tôi có để rất nhiều quà tặng dành cho bạn. Hãy nhận nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.